Alo Bách à, lát nữa mà mẹ tao có hỏi thì bảo là tao sang nhà mày học nhóm nhá. Rồi rồi, không phải rắn, thuộc kịch bản luôn rồi. Ý, đúng là anh em tốt. Thế nhá, tao đi chơi với người yêu đây. À, nhà không có bàn nên con nằm dưới đây cho đỡ muỗi mà. Ui giời ơi. À mà mẹ cho con sang nhà thằng Bách học nhóm nhá. Bọn con đang cần ôn kỹ bài để chuẩn bị thi học sinh kém cấp thôn. Hôm nay ông tướng lại chăm học thế. Đi đi, liêu liêu mà về sớm. Vâng, thế con đi nhá. Em yêu uống nước đi. Dạ, chị đừng có gì ạ. Kìa, em ăn gì để anh gọi. Em vừa ăn ở nhà xong vẫn còn no lắm anh ạ. Ừ, anh cũng không đói cơ. À, thế thôi em ạ, bọn anh không dùng gì đâu. Anh cảm ơn nhá. Dạ. Mẹ khổ nó vừa vào quán này người ta ngồi điều hòa mát xong không gọi gì đến chị. Thật ra hôm nay là kỷ niệm 3 ngày chính thức chúng mình yêu nhau nên anh muốn hẹn bé ra đây để tặng bé một cặp nhẫn đôi. Một cái này là dành cho anh, còn một cái này thì tất nhiên là dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó, dành cho em tiếng lặng âm cùng bao cơn gió. Anh này đã ga lăng này còn hát hay nữa chứ. Ừ, em cứ quá khen mà nhá. Chứng nhẫn này chỉ được sở hữu đúng một lần trong đời thôi, chứng tỏ tình yêu anh dành cho em là mãi mãi. Em không ngờ anh lãng mạn như thế này, em hạnh phúc quá. Đây rồi, cảnh lãng mạn trong phim sắp diễn ra rồi. Mày đi. Alo con đấy. Mày đang làm gì đây? Thì con đang ôn bài với thằng Bách đấy mẹ. Câu này mày có ra đáp án 4953 km² giống tao không? À thế à. Ôi giời, học tâm thần đâu đấy, chỉ vô bấy. Dạ. Hoàng ơi, lộ rồi, lộ hết rồi. Anh phải về nhà có việc gấp, em tự đi bộ về nhá. Ô kìa, anh đồ em à, đang ở Long Biên nhà Tân Hà Đông thì đi bộ đến Tết à? Tao đã bảo tập trung vào học bài, không yêu ra gì cơ mà. Mẹ có tin tao chẳng rồi không? Dạ, con biết rồi mẹ ạ. Lần cuối cùng tao nói về vấn đề này đấy. Giọng mở thế. Kiểu này chắc tao không dám yêu nữa quá mày ạ. Giời ạ. Mày muốn yêu thì mày cứ yêu đi, còn mẹ mà ngăn cản mà không cho yêu á thì kệ mẹ, kệ mẹ luôn. Chả thế, tuổi học trò là phải yêu một lần để nếm mông cái chữ tình yêu rực rỡ, sau này con không hối hận chứ. Nhưng mà làm thế liệu có ổn không mày? Mày nghĩ sao vậy? Con cái lại có cái suy nghĩ là cãi cha cãi mẹ. Tao là tao, không có một cái thằng bạn nào bất hiếu như thế, mày hiểu không? Mày phải biết là mẹ mình lúc nào cũng muốn những cái điều tốt nhất cho mình. Thằng này lúc nói mà đằng, lúc nói mà nẻo sao nhỉ? Nhiều khi mẹ mày mắng mày như thế chứ sau lưng có khi đang ngồi khóc tu tu một mình đấy. Mày mà cãi lời mẹ mày á, tao nghỉ chơi mày luôn. Rồi, tao biết rồi. Con chào mẹ. Chào bác. Nãy giờ bác đứng đây ạ? Ừ, hai anh em lên nhà chơi cho mát. Tiếc quá, bây giờ cháu đang có việc gấp phải về nhà. Cháu chào bác ạ. Cớm, nhà thằng này kinh doanh bánh trắng nướng hay sao mà trở mặt nhanh thế? Mày liệu liệu mà chọn bạn mà chơi. Gần mực thì bẩn, gần đen thì chói. Mà bây giờ mày thích yêu ai yêu, mẹ không cấm cản nữa. Hả? Tao là mẹ. Chả thế thì sao? Dù sao mày 20 tuổi đầu rồi, không cho mày yêu sau này mày ế, khổ tao chứ khổ ai. Em muốn sao? Đấy, em gái, cho anh mượn điện thoại gọi nhờ một cuộc nhá. Dạ, không có đâu anh ơi. Anh là ai ạ? Mẹ em bảo là không được cho người lạ mượn máy. Cái gì? Cô em nói gì anh nghe chưa rõ. Buồn là băng đồng chân. Dạ, mẹ em dặn là một chuyện. Còn em thì kệ mẹ, không nghe lời mẹ đâu anh ạ. Tốt, biết điều đấy. Anh mượn xong lát anh trả. Dạ, vâng ạ. Đây là đỡ tốn tiền ngồi nét. Xem nốt tập phim hôm qua xem dở phát. Cái ông này gọi buôn với ai mà lâu chắc không biết được. Chơi hết cả tài khoản mà vẫn chưa xong. Này em gái ơi, anh gửi điện thoại nhá. Dạ em xin ạ. Ôi, anh gọi điện thoại kiểu gì mà hết cả một cú em này. Mẹ em vừa mới nạp cho em xong. Ai mà biết được, chắc nhầm lẫn lên gì chứ. Nhầm là nhầm thế nào được, em không biết đâu. Anh mà không để cho em á, em về em mất mẹ. Mày giỏi thì mày mách đi. Mày nghĩ mẹ mày là ai mà tao phải sợ? Thằng này dùng hết tài khoản con à? Vâng ạ. Sao? Tính thế nào? Dạ cô ơi, cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Xin lỗi là xong à? Đền tiền cho em nó. Dạ, thú thực với cô là trong người cháu không còn đồng nào nên là... Không có thì đi làm. Thanh niên sức dài vai rộng, lười không làm mà muốn có ăn thì ăn đầu gối ta đây này. Dạ cháu... Ui, anh quên đi kìa. Hả? Sao mà nói tao không làm được? Cầm thêm một gói mà thằng anh gặp tao tới và còn hết lên trên bàn cửa. Từ lời ra dối từ mấy cái môn tối chúng mà dẫn tao đi. Ui giời, tưởng gì? Hóa ra good day fuck day. Cái thằng này chạy đâu rồi? Lần tướng là mà để mình đánh chúng lạng. Hoàng, đi đâu mà trông hớt hải thế này?
Mày thấy có ai phải đền một củ thẻ nạp điện thoại mà vui không? Sao mà ra nông nỗi này? Thì tao mượn điện thoại của một em để xem nốt cái tập phim. Thế quái nào lại bay hết bố tiền tài khoản luôn. Ui giời ơi, thế sao mày không mua sim VN Sky cho em ý? Đăng ký trước mùng 1 tháng 9 gói cước 89k trên 60 ngày là được một đống đặc quyền hấp dẫn luôn. Đặc quyền gì cơ? Thì không giới hạn data với 3GB tốc độ cao mỗi ngày, chỉ cập TikTok thoải mái, miễn phí gọi nội mạng VN Sky và MobiFone, miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng nữa. Ui, một đống đặc quyền mà rẻ như thế thôi à? Thế thì để tao đi sắm luôn cho em nó mới được. Cô ơi, cô cho cháu mượn 89k rồi cho cháu trả góp trong 24 tháng được không ạ? À? Thôi, tao cho mày đấy. Nhìn mày thế này tao cũng không lỡ. Next. Con yêu ơi, sao em lại trở đi shopping này? Con đấy. Thế còn con thì sao? Em nó bé, nó chưa kiếm ra tiền thì mẹ mới chở nó đi. Mày lấn đùng rồi, ra xã hội làm ăn mà bươn chải. Thích gì tự mà sắm. Định ngồi há miệng chờ mít mãi à? Ừ, cha nó kém con có 5 tháng tuổi mà. Thì vẫn là lớn hơn, nói chung là ở nhà. Hai đứa đâu rồi, ra ăn cơm đi, mẹ nấu xong rồi này. Dạ vâng ạ. Đây, của con này Trang. Con xin ạ. Còn đây, phần của Hoàng. Mày nhìn cái gì? À, thiếu đũa gì? Đây. Quan thì phải mở mồm ra nói chứ. Sao bát của con thì bé tí này mà bát của Trang vừa to mà lại có cả nguyên con cá thế kia. Em mày đang tuổi ăn tuổi học, còn mày lớn rồi, sắp lấy vợ sinh con rồi, ăn thế thôi. Chưa yêu ai bao giờ đã tính đến chuyện để con này. Nhưng mà chuyện đấy thì liên quan gì đến ăn ít hả mẹ? Thì đứa cha ăn mặn đứa con khát nước, thức ăn toàn đồ mặn đấy thầy. Vâng, thế mà mẹ cũng nghĩ ra được. Vẫn còn món canh gửi ngọt, không phải món mặn, ngon. Bảo sao nãy giờ cứ thấy nhạt mồm nhạt mõm, hóa ra là thiếu vị mặn con ạ. Công nhận, cơm cá này ngon thật mẹ ạ. Mẹ ơi, sắp vào năm học mới rồi mà máy tính của con nó cũ quá. Mẹ xem nào sắm luôn cái mới với. Cả con nữa. Đi, mua luôn. Yeah. Đây, hai đứa vào chọn đi. Vâng ạ. À, khoan đã. Sao ấy hả mẹ? Này, đừng bảo là mẹ thiên vị không mua cho con mà lại mua cho nó nhá. Vớ vẩn. Chắc, ra đây để anh Hoàng chọn thôi. Vậy thế chứ đi, ngon. Hóa ra trước giờ mình hiểu nhầm mẹ mình. Chứ nó quái gì có chuyện mà mẹ chiều nó hơn chiều mình. Ôi trời ơi, Hoàng ơi, mày suy diễn nhiều quá rồi. Mẹ ơi, con chọn máy này mẹ ạ. Đi, mẹ thích toán rồi. Trang ơi, con chọn máy tính đi con. Vâng ạ. Cái gì cơ? Mẹ ơi, con thích con này. Dạ, không biết em có thể giúp gì được cho chị ạ? Đây là laptop Acer Aspire 3, có i5 cân mọi tác vụ học tập văn phòng đấy mà. Đã thế màn hình còn 15,6 inch Full HD nữa chứ. Dạ đúng rồi ạ. Hiện tại Thế Giới Di Động đang có chương trình giảm biến 2 triệu rưỡi cho sản phẩm này đấy ạ. Ủa, thế còn gì bằng, em lấy cho chị con này nhá. Dạ vâng ạ. Bên em đang có thêm chương trình giảm cho học sinh, sinh viên, giáo viên. Máy này chỉ còn hơn 11 triệu thôi ạ. Con chị là sinh viên này, cho cho chị luôn nhá. Sao Trang được sắm máy tính mà con thì không? Con là sinh viên mà. Thì mẹ vừa sắm cho mày rồi thầy, đều là máy tính còn gì. Hoàng ơi, bố bảo đây. Con chuyện gì bố luôn à thưa bố? Chìa khóa nhà này, ví tiền này, con ở nhà nhá, bố phải đi đây. Nhưng mà bố đi đâu? Trời ạ, không biết bố gặp chuyện gì không nữa. Mày tìm mày ba, mày tìm mày ba ngoài, mày tìm mày ba nói, mày tìm mày ông. Alo hả? Lát nữa có thằng Tâm tuổi đôi mươi ở dưới quê lên chơi. Có gì con trông nó hộ bố chứ con yêu. À dạ vâng, nhưng mà con có biết mồm xem mũi xẹo nó như thế nào đâu. Cứ yên tâm, Tâm mới đến là con nhận ra ngay. Thế nhá. Thằng Tâm nào mà mình không biết nhở. Mà thôi kệ, trông trẻ 20 tuổi á thì đơn giản á, láo cái á. Xuống luôn. Cực sốc chính thức Jisoo hiện hồn nam diễn viên Abi. À, Tâm đấy hả em? Ủa ơi. Hey. Hả? Hóa ra là Tâm thần à. Anh kia, lấy tao cốc nước. Ô hay, thanh niên 20 tuổi có tay có chân đầy đủ, sao phải nhờ người khác lấy hộ? Bởi vì bố mày tâm thần. Trông vẫn khỏe mạnh bình thường mà, có bị làm sao đâu. Sao trong khi các bạn đồng trang lứa đi uống trà sữa, còn mình thì phải ở nhà trông trẻ thế này? Ôi, mày làm cái gì đây? Em đang sửa máy tính anh nhá. Máy tính của tao, thế này tao bật máy bay gì? Help me, stepsister. I'm stuck. Hai đứa ở nhà chơi vui không? Ôi ơi. Help me, father. I'm stuck.